Thưa quý vị, thưa bà con, còn bây giờ sẽ là một câu hỏi trong lĩnh vực trồng trọt của khán giả Trần Thị Hiền. Số điện thoại 0944 và 3 số cuối là 725 ở tại Tiên Lữ, Hưng Yên. Khán giả có hỏi là vườn nhãn của gia đình tôi đang có quả to bằng hạt sen thì bị nứt làm đôi, bị gần hết vườn. Xin hỏi nguyên nhân vì sao và cách khắc phục trong trường hợp này như thế nào? Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được mời khán giả cùng lắng nghe phần tư vấn của chuyên gia Nguyễn Thị Nhung. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái thứ nhất, quả nhãn nó bị nứt, xé làm đôi mà lại nứt rất là nhiều. Thì cái bệnh này phòng là chính. Chứ còn đến khi nó đã bị rồi mà chúng ta khắc phục thì cực kỳ là khó. Bởi vì nó không phải là nguyên nhân là do nấm hay vi khuẩn hay virus nó gây hại, mà chắc chắn là do dinh dưỡng và do ẩm độ. Thế và để muốn phòng được cái bệnh này, bệnh mà nó bị nứt xé cái quả ra, thì chúng ta lại phải là làm các cái việc từ trước đó thì mới được đấy. Chứ còn nếu mà bây giờ nó bị rồi thì rất là khó. Ví dụ như chúng ta thường là chúng ta gặp cái hiện tượng nứt quả là do ẩm độ là một, do thiếu canxi là hai, do thiếu đồng là ba, và do thiếu một số những cái khác. Tại sao tôi nói ẩm độ? Ví dụ như nóng, ẩm độ là quá dư thừa lượng nước hoặc là quá khô. Khi quá khô mà chúng ta tưới nước thật nhiều vào thì cái quả nó hút nước rất là nhanh, thì cái vỏ quả nó không kịp lớn với cái sự trương của thịt quả thì nó sẽ làm nứt ra đấy. Ví dụ khô quá và tưới nước quá nhiều làm ẩm quá cao cũng không được, và thiếu những cái chất thành phần mà nó cấu tạo nên vỏ quả, ví dụ như là các ngoài nguyên tố là đạm lân kali thì nó còn cần cả canxi cả đồng đấy, nó cấu tạo nên cái vỏ quả. Thì cái vỏ quả nó dày và nó chắc thì nó ít khi nó bị nứt. Thế mà bây giờ nó đã nứt hết như thế này rồi thì chúng ta khắc phục thì chỉ có bằng cách là điều khiển ẩm độ đấy, không được để quá khô xong chúng ta mới tưới nước đấy, và cũng không được để ẩm quá. Và bây giờ chúng ta có thể bổ sung vôi bột hoặc là các cái phân bón qua lá có canxi có đồng vân vân, thì nó có thể khắc phục được những cái quả mà nó chưa bị nứt thôi. Chứ còn những quả đã nứt rồi thì khi nó đã nứt rồi thì chịu, coi như những quả này là hỏng rồi, không thể nào mà những cái nguyên tố này vào mà nó lại khép lại cho chúng ta được. Thế cho nên chúng ta cần phải lưu ý trước khi cây ra hoa tạo quả thì chúng ta bón đầy đủ phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ vi sinh, NPK cộng TE. Thì vì tại sao tôi nói thế, vì trong phân chuồng hoai mục thì nó có canxi có magie có kẽm có đồng vân vân đấy, có rất nhiều những nguyên tố cần thiết cho cây. Thế và hoặc là chúng ta bón NPK cân đối cộng với TE. TE thì nó có các nguyên tố trung vi lượng đấy, và hàng năm chúng ta nên bón vôi bột một lần cho vườn, vừa cải tạo cái độ pH, bởi vì chúng ta mà dùng phân hóa học nhiều thì đất nó bị chua dần đấy, thì chúng ta phải bón vôi bột ít nhất là mỗi năm một lần để bổ sung canxi cho đất. Thế và chúng ta tăng cường bón phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ vi sinh thì chắc chắn là nó sẽ không xảy ra cái hiện tượng mà nứt như thế này. Và chúng ta đặc biệt lưu ý ẩm độ lúc mà cây ra hoa và tạo quả, luôn luôn để ẩm độ vừa phải, chứ chúng ta không nên để quá khô rồi chúng ta lại tưới nước thật nhiều vào. Đấy thì bác cần phải lưu ý. Đấy bây giờ chỉ có khắc phục được bằng cách là khắc phục phần phần sau thôi, nghĩa là những quả nào chưa bị nứt thôi thì may ra mới được đấy. Ví dụ như chúng ta bón hoặc phun các cái chế phẩm phân bón qua lá mà chúng ta thấy có canxi có đồng có magie có kẽm có bo vân vân, vừa để ngăn ngừa hiện tượng rụng quả nữa thì đều được. Thế còn lưu ý là trước khi ra hoa đậu quả là chúng ta đã phải bón các cái nguyên tố này đầy đủ rồi thì nó sẽ tránh được tối đa cái hiện tượng mà nó bị nứt nứt quả đấy, kết hợp với lại điều khiển nước tưới thì cái vườn nhãn nhà bác nó sẽ không bị như thế này.